lạc với ngôi làng 5.000 người, tất cả đều ăn chay gần 50 năm. Có một ngôi làng nằm ở Israel với 5.000 cư dân, mọi người trong làng đều ăn chay và không ngược đãi động vật. Những người định cư ban đầu đã đến sinh sống ở đây 45 năm về trước và ngày nay ngôi làng thuần chay này vẫn duy trì chế độ an toàn thực vật và đang phát triển mạnh mẽ. Ngôi làng Amirion phát triển mạnh mẽ giữa vùng sa mạc Negev Desert ở Dimona, Israel và toàn bộ ngôi làng gồm khoảng 5.000 người sinh sống một cuộc sống thân thiện với môi trường, không sát sinh. Ngôi làng này là nơi cư trú của người Do Thái gốc Phi, họ kiêng ăn thịt hay bất kỳ sản phẩm nào làm từ thịt động vật. Họ hơi hướng về tâm linh và tin vào Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh và Đức Chúa Trời nói, Ta đã ban cho các ngươi mọi loại cây mà sinh ra hạt giống trên khắp mặt đất và những cây ấy kết trái chứa hạt, chúng sẽ là thức ăn cho các ngươi. Người dân trong làng không ăn muối 3 ngày một tuần, không ăn đường 4 tuần một năm và tập thể dục 3 lần một tuần. Ít nhất một tháng họ đi massage một lần và họ không hút thuốc hay uống rượu. Một người dân trong làng cho biết, để duy trì lối sống dẻo dai, khỏe mạnh, tối ưu và cần thiết, họ chỉ có thể nạp vào cơ thể thực phẩm chay. Theo một nghiên cứu của một số chuyên gia, người dân ngôi làng Amirim khỏe mạnh nhất Israel.